Đây là hợp đồng Sky Mining đã ký với một nhà đầu tư. Điều khoản hợp đồng ghi rõ, Sky Mining sẽ trả cho nhà đầu tư số lợi nhuận tương đương 300% theo giá trị đầu tư. Lợi nhuận tính theo ngày. Tuy nhiên, những nhà đầu tư này cho biết, từ đầu tháng 6 vừa qua, Sky Mining bất ngờ giảm lợi nhuận từ 300% xuống 200%. Nó có giảm đâu mà giúp. Nó chỉ giảm đến đây xong thôi. Còn 100 nó bao giờ biết lên gấp đôi thì nó mới giảm hả? Không bằng lòng với lý do trên, nhiều nhà đầu tư đã chất vấn Tổng Giám đốc Sky Mining ngay tại buổi hội thảo tại Hà Nội. Thế nhưng, Tổng Giám đốc Sky Mining khẳng định họ không vi phạm hợp đồng, cam kết lợi nhuận cố định lại phụ thuộc vào kết quả kinh doanh. Chỉ có nhân là hiệu suất coi nó giảm thì chấp nhận giảm đi một chút. Hiệu suất còn coi tăng lên thì chúng ta lại đạt cao hơn, bù ngược lại. Theo các chuyên gia, rủi ro đã nằm trong chính hợp đồng ký giữa hai bên. Bởi ngay điều 1 đã quy định, bên B được hưởng lợi nhuận phụ thuộc vào kết quả khai thác các đồng coin ngay trong ngày của bên A. Với điều khoản này, Sky Mining hoàn toàn nắm được chuôi. Một mặt quảng cáo lãi suất trên trời để thu hút các nhà đầu tư. Nhưng sau đó lại hoàn toàn có quyền giảm bất kỳ lúc nào họ muốn mà không lo vi phạm hợp đồng. Một rủi ro khác trong quy định thanh toán, hợp đồng có ghi bên A, hiểu ở đây là Sky Mining sẽ trả cho bên B là nhà đầu tư số BTC từ 0,6 đến 1,5% trên giá trị đầu tư. Tuy nhiên, hợp đồng lại không cho biết cách tính giá Bitcoin ra sao, hình thức thanh toán rút tiền thật từ tài khoản như thế nào. Đồng tiền ở đây là lấy mỡ nó ra nọ và với cái hy vọng là càng huy động nhiều vốn thì càng tốt để quay vòng. Và ta thấy đấy là bản chất đa cấp rất là rõ ràng. Thực tế trong quá trình thâm nhập, chúng tôi phát hiện Sky Mining không hề có hệ thống thanh toán nào hết. Khoản lãi chảy vào tài khoản của nhà đầu tư, dù có tên là Bitcoin hay đô la, thì cũng chỉ là những điểm quy định của Sky Mining. Nhà đầu tư trong hệ thống sẽ phải tự kết nối với nhau để mua bán số điểm này. Nếu không ai mua, thì điểm hoàn toàn vô giá trị. Theo những lời kêu gọi đầu tư của Sky Mining, thì máy chính là tài sản giá trị đảm bảo cho các khoản đầu tư của Sky Mining là đầu tư thật. Tuy nhiên, tài sản đó ghi trong hợp đồng chỉ đơn thuần là máy chuyên dụng. Song máy chuyên dụng thuộc loại gì, đời cũ hay mới, năng suất ra sao, lại không một từ nào nhắc tới trong hợp đồng. Nhưng Sky Mining vẫn bán cho nhà đầu tư với giá 125 triệu đồng một máy. Theo các chuyên gia, máy đảo coin chỉ là vỏ bọc cho việc huy động vốn của mô hình đa cấp biến tướng. Bản chất của công ty Sky Mining là họ huy động vốn đầu tư từ các nhà đầu tư khác nhau và hứa trả lãi suất cao dưới cái danh nghĩa là đầu tư vào máy đào tiền ảo. Phân tích vào một rủi ro khác, luật sư Trương Thanh Đức cho rằng hợp đồng này thiếu hẳn trách nhiệm nếu bên A không thực hiện đúng cam kết và đã không ghi rõ trong hợp đồng, nghĩa là Sky Mining hoàn toàn trốn tránh được trách nhiệm. Mà bây giờ mà đi kiện thì lập tức là quay trở lại nguyên tắc của pháp luật và tòa án họ sẽ xác định là đây là quan hệ hợp tác đầu tư kinh doanh, cho nên không có lợi, không có lãi thì không thể có chia được. Cùng nắm thì anh lấy cái máy của anh về thôi. Nhưng ngay cả việc lấy lại máy cũ cũng không dễ vì ràng buộc bởi điều khoản. Nghĩa là hợp đồng đã ghi rõ khi nào trả đủ 300% lãi và gốc thì máy thuộc về Sky Mining. Xong kể cả khi không thể đạt mức lợi nhuận trên thì cũng chẳng ai đòi lại được máy. Nghĩa là máy đào chưa bao giờ thuộc về nhà đầu tư. Tưởng máy là tài sản có thật, hóa ra lại là ảo. Vâng, rủi ro kể trên là dành cho những người tham gia hợp đồng lớn. Còn với những nhà đầu tư ít hơn dưới 5.000 đô thì còn nhận được những bản hợp đồng viết tay như thế này. Vâng, quý vị có thể thấy là trông không khác gì một bản nháp cả. Và những hợp đồng này thì đương nhiên là chúng tôi sẽ không cần phân tích nhiều. Trong trường hợp hệ thống đang dừng hoạt động như hiện nay thì 100% rủi ro sẽ hoàn toàn thuộc về các nhà đầu tư.